là tép hai cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, rồi ai hỏi cháy nữa. Đây là tép chống cháy 1000K một đôi, chống cháy tốt nhất Việt Nam, dùng cho cục đẩy âm ly, loa cây, loa phun, nó đứng, nó nằm đều được, gửi loa khắp cả nước. Anh em về test ok thì chốt, loại này 1000K nhé. Loại này cổ 350, côn 35, có phân tần đồng, đúc đặc, chống ẩm, chống nước đàng hoàng, có hai cấp độ tép và siêu tép. Đây là tép chống cháy nhá, khung gỗ vàng, phiếu 12x12, dùng cho loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Anh em về test ok để chốt nhá. Đây mới là tép chống cháy này, cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, bên mình gửi khắp cả nước luôn, 1000K một đôi, tép hai chế độ tép và siêu tép, dùng cho các loại dàn, các loại âm ly cũng đẩy đều được. Tài chính nhiều rồi có thể sắm hai đôi. Đây mới là chống cháy nhá, tép quy chuẩn chống cháy, phân tần cơ xịn, củ 350 500 nhập ngon, bảo hành 1 năm nhá. Anh em về test ok thì chốt. Đây mới là tép chống cháy này, cháy là xưa rồi, là quá khứ rồi, ngon nhá. 1000K một đôi, màu đen màu gỗ, bảo hành 1 năm nhá. Dây dài 1 mét, về đấu đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy, cực xịn luôn, loa chống cháy tốt nhất Việt Nam.